Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ mới đây cho biết Trung Quốc đang nghiêm túc chuẩn bị cho một cuộc chiến. Các vấn đề đáng chú ý khác Những xu hướng kinh tế toàn cầu trong năm 2023 Nga bán nhiều dầu mỏ khai thác ở Bắc Cực hơn cho Trung Quốc và Ấn Độ Hàn Quốc thừa nhận UAV Triều Tiên đến gần văn phòng Tổng thống Trung Quốc bảo vệ chính sách đối phó Covid-19 Bộ Y tế Đức lo ngại về các chủng Covid-19 mới Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết Tướng Mark Master, cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, mới đây cho biết, ông tin các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang chuẩn bị nghiêm túc cho một cuộc chiến. Phát biểu trên chương trình Face the Nation của đài CBS, tướng Mark Master nói, Hoa Kỳ nên cẩn thận để không rơi vào những cái bẫy như trước đây, để cuối cùng không thể ngăn cản được cuộc xung đột ở Đông Âu. Ông và một số chuyên gia, bao gồm bà Michelle Fairnoid, cựu thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách, đã tham gia chương trình để thảo luận về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trên nhiều mặt trận, chẳng hạn như đối phó với Iran, cuộc chiến ở Ukraine và sự nổi lên của Trung Quốc. Mark Master, một trung tướng đang nghỉ hưu, từng là cố vấn an ninh quốc gia năm 2017 và 2018 dưới thời Tổng thống Donald Trump, cho biết. Mỹ nên nghiêm túc xem xét các mối đe dọa từ đất nước tỷ dân. Ông nói, tôi nghĩ chúng ta phải cẩn thận để không sai lầm một lần nữa. Họ đang vươn mình mạnh mẽ. Những đe dọa với các thực thể xung quanh là rất nghiêm túc, đặc biệt liên quan đến vấn đề ở eo biển Đài Loan. Ông nói thêm rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình đã bày tỏ quan điểm rất cương quyết trong các bài phát biểu gần đây khi nói với người dân Trung Quốc rằng sẽ phải hy sinh để khôi phục Trung Quốc trở thành một quốc gia vĩ đại. Điều này đã thể hiện rõ ràng ý chí và quyết tâm của giới lãnh đạo Trung Quốc về việc thống nhất với hòn đảo tự trị. Ông nói thêm, Trung Quốc ngày càng trở nên quyết đoán không chỉ từ góc độ kinh tế và tài chính, mà cả ngoại giao và quốc phòng. Tướng McMaster kêu gọi Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương khi nhắc nhở. Chúng ta nói nhiều về việc dựa vào các đồng minh. Nếu chúng ta lùi một bước, các đồng minh sẽ đóng vai trò quan trọng hơn, Tôi nghĩ thực tế thì ngược lại. Nếu người Mỹ làm nhiều hơn một chút, các đồng minh sẽ làm theo và tăng cường năng lực phòng thủ. Được biết, vào tháng 10, lãnh đạo Trung Quốc nói, đất nước đang phấn đấu vì triển vọng thống nhất hòa bình với Đài Loan, kể cả sử dụng vũ lực khi cần thiết. Trong phát biểu khai mạc Đại hội 20 vừa qua, lãnh đạo Trung Quốc lặp lại quan điểm khi cho rằng họ sẽ không từ bỏ dùng vũ lực để thống nhất với hòn đảo, vào tháng 11 năm 2022, lãnh đạo Trung Quốc thúc giục quân đội sẵn sàng chiến tranh và vạch ra tầm nhìn để quân giải phóng nhân dân trở thành lực lượng tầm cỡ thế giới vào năm 2027. Chủ tịch Trung Quốc cũng thường lên án sự can thiệp của nước ngoài đối với vấn đề Đài Loan, nhất là sau chuyến thăm Đài Bắc vào tháng 8 năm 2022 của chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Trung Quốc nổi giận về chuyến thăm đã đáp lại bằng cách tiến hành một loạt các cuộc tập trận gần Hoàng đảo. Về phía Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden đã khiến Trung Quốc tức giận vào tháng 10 khi ông phá vỡ chính sách lâu nay bằng cách tuyên bố rằng Washington sẽ bảo vệ quần đảo Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công. Nhà Trắng sau đó đã làm rõ những bình luận của Tổng thống cho rằng chúng không báo hiệu một sự thay đổi trong chính sách đối ngoại và Hoa Kỳ vẫn phản đối bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng của hòn đảo. Quan điểm của Tổng thống Biden thay đổi là khi gặp Chủ tịch Trung Quốc vào tháng 11 tại hội nghị thượng đỉnh G20, Ông nhấn mạnh sự hợp tác giữa hai nước là vô cùng quan trọng và phản đối Đài Loan độc lập. Bà Christine McDaniel, chuyên gia kinh tế tại Đại học George Mason, mới đây trên tờ The Hill, đã có một bài phân tích về các xu hướng kinh tế toàn cầu năm 2023. Theo bà, năm 2022, cán cân quyền lực toàn cầu đang trao đảo, sự phát triển ngày càng rộng khắp của tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số. Năm 2023 sẽ được định hình lại bằng ba xu thế. Thứ nhất, an ninh quốc gia sẽ là chủ đề nổi bật trong chính sách kinh tế. Cuộc chiến chống khủng bố và sự cạnh tranh giữa Mỹ với các cường quốc như Trung Quốc, Nga và Iran vẫn chiếm vị trí trung tâm. Sự đối đầu kinh tế liên quan đến an ninh vẫn rất quyết liệt, ví dụ như chiến dịch công nghệ Mỹ-Trung hay các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên kinh tế Nga và Iran. Nếu Quốc hội và Nhà Trắng không quyết tâm tạo ra được sự khác biệt, kinh tế Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực vì các đối đầu này. Ngoài ra, đồng minh của Mỹ cũng bị chia rẽ về đạo luật giảm lạm phát gọi tắt là IRA, khi châu Âu phản đối mạnh mẽ việc Hoa Kỳ ưu tiên cho ngành xe điện và năng lượng tái tạo trong nước, giống như một hình thức bảo hộ mộ dịch nghiêm trọng, đi ngược lại nguyên tắc tự do và bình đẳng thương mại. Thứ hai, đổi mới và sáng tạo tiếp tục mạnh mẽ trên toàn cầu, trên khắp các lĩnh vực và mang lại lợi ích cho tất cả. Ví dụ như năm 1966, một chiếc máy rửa bát ở Mỹ có giá tương đương với hai tuần làm việc, thì hiện giờ chỉ ngang với hai ngày. Những chiếc xe máy xe hơi sẽ làm bằng các vật liệu nhẹ hơn, hệ thống lại tự động hoàn thiện hơn. Những chiếc smartphone sẽ ngày càng tích hợp các công nghệ tiên tiến hơn, đổi mới sáng tạo cũng được thúc đẩy bởi sự khó khăn chung của nền kinh tế. Các doanh nghiệp lớn sẽ sa thải hàng loạt nhân viên để tiết kiệm chi phí. Năm 2023 sẽ là năm các doanh nghiệp, nhất là những ông lớn công nghệ sẽ phát triển theo chiều sâu chứ không phải là chiều rộng. Thứ ba, tiền điện tử và những phương thức thanh toán ngầm có thể làm suy yếu sức mạnh của đồng đô la Mỹ có một khía cạnh tự do kinh tế cần thừa nhận, đặc biệt là những người sống với các chính phủ khắc khe, có thể hưởng lợi từ tài sản blockchain ngoài tầm với các lực lượng an ninh. Nga và Trung Quốc sẽ khuyến khích một loại tiền điện tử mạnh mẽ và ổn định, độc lập với các ngân hàng trung ương phương Tây. Nga có thể tránh được một số lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số. Trung Quốc cũng có thể làm như vậy. Tiền điện tử nếu vượt quá tầm với của phương Tây giúp vũ khí được buôn bán dễ dàng hơn, tinh tặc hoặc mã độc tống tiền có thể đánh sập các công ty hơn. Theo một số nguồn tin, Nga đang gửi thêm dầu mỏ thô được sản xuất ở khu vực Bắc Cực tới Trung Quốc và Ấn Độ, với mức chiết khấu cao hơn sau khi châu Âu đóng cửa đối với nguồn cung của Nga vào tháng trước. Dầu được khai thác từ các con mỏ Arco, Arco Novipok và Vandarai ở Bắc Cực, thường không được bán về phía đông, nhưng hiện tại đang tìm kiếm những khách hàng mới xa hơn sau khi Liên minh châu Âu G7 và Úc đưa ra mức giá trần đối với dầu của Nga vào tháng 12 năm 2022, cùng với lệnh cấm mua dầu bằng đường biển của EU với Nga. Một thương nhân ở châu Âu cho biết, tất cả dầu thô khai thác ở Bắc cực thường đến EU, nhưng bây giờ chúng phải đi nơi khác. Theo dữ liệu của Refinitiv, xuất khẩu dầu thô khai thác ở Bắc cực sang Ấn Độ đã tăng đều đặn kể từ tháng 5 năm 2022, với mức kỷ lục là 6,67 triệu thùng trong tháng 11 năm 2022 và 4,1 triệu thùng trong tháng 12. Tuần trước, Ấn Độ đã nhập lô dầu thô Varandy đầu tiên. Một trong những nguồn tin tại một nhà máy lọc dầu của Ấn Độ cho biết Nga cũng có khối lượng tương đối lớn với các loại dầu khác đang được cung cấp cho người mua Ấn Độ. Dầu thô Varande được sản xuất từ mỏ Timan Bichora do Lukoil vận hành, có tỷ trọng ABI khoảng 37 độ và chứa 0,4 lưu huỳnh. Chất lượng của nó tương tự như Expo một loại được các nhà máy lọc dầu Trung Quốc ưa chuộng. Nguồn tin thứ hai cho biết dầu thô Varande dễ dàng xử lý đối với các nhà máy lọc dầu Ấn độ. Một máy bay không người lái của Triều Tiên đã nhanh chóng đi vào vùng cấm bay xung quanh văn phòng tổng thống Hàn Quốc khi nó xâm phạm không vận nước này vào tuần trước. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa ra thông báo như vậy vào hôm 5 tháng 1, làm dấy lên nhiều chỉ trích về hệ thống phòng không của Seoul. Chiếc máy bay không người lái này nằm trong số 5 chiếc của Triều Tiên bay vào Hàn Quốc ngày 26 tháng 12, khiến đội quân của Hàn Quốc phải điều máy bay chiến đấu và trực thăng để ngăn chặn. Quân đội bị chỉ trích vì không bắn hạ được những máy bay không người lái này trong nhiều giờ. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân JCS của Hàn Quốc trước đó đã phủ nhận một trong những máy bay không người lái đã xâm nhập vào vùng cấm bay gần văn phòng của Tổng thống Yoon suk yeol ở Seoul. Người phát ngôn của JCS cho biết, đã có sự thay đổi trong phân tích sau khi kiểm tra dữ liệu từ quân đội đối với vụ xâm nhập mới nhất. JCS bổ sung, máy bay không người lái của Triều Tiên không bay thẳng qua khu vực Yonsan, nơi đặt văn phòng của ông Yoon. Ông Jun Sang Bum, thành viên của Ủy ban tình báo Quốc hội nói rằng, không lợi trừ khả năng máy bay không người lái của Triều Tiên chụp ảnh khu dinh thự tổng thống, cũng là nơi đặt trụ sở của JCS. Ông Jun thông tin, Triều Tiên có khoảng 500 máy bay không người lái thuộc 20 loại khác nhau, hầu hết có kích thước từ 1m đến 6m, ông nói, có một phong trào phát triển máy bay không người lái cỡ trung và cỡ lớn để trinh sát đường dài của Triều Tiên, nhưng nó đang ở giai đoạn đầu và chưa tập trung nhiều công nghệ phức tạp. Việc UAV vượt biên giới làm dấy lên những chỉ trích về hệ thống phòng không của Hàn Quốc vào thời điểm Triều Tiên ngày càng gia tăng các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã cam kết ra mắt một đơn vị máy bay không người lái mới để cải thiện hệ thống giám sát và trinh sát, đặc biệt chống lại các máy bay không người lái của đối phương. Tuần trước, Hàn Quốc tiết lộ kế hoạch chi 500 triệu đô la trong 5 năm tới để tăng cường khả năng chống máy bay không người lái, bao gồm phát triển vũ khí laser trên không và thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Ông Jun cảnh báo rằng, chính phủ sẽ xem xét đình chỉ Hiệp ước quân sự Liên Triều năm 2018, nếu Triều Tiên vi phạm không phận một lần nữa. Trung Quốc hôm thứ Năm ngày 5 tháng 1 đã bảo vệ việc xử lý đợt bùng phát COVID-19 đang hoàn hành sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ lo ngại và Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói Trung Quốc đang báo cáo sai số ca tử vong. Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO, ông Mike Ryan, cho biết hôm thứ Tư ngày 4 tháng 1 rằng các quan chức Trung Quốc đã đưa ra số liệu sai về số người chết và người nhiễm mới Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc đã chia sẻ dữ liệu COVID một cách minh bạch và nhanh chóng với WHO, đồng thời khẳng định tình hình dịch bệnh của Trung Quốc có thể kiểm soát được. Thực tế đã chứng minh rằng Trung Quốc luôn tuân thủ các nguyên tắc hợp pháp, kịp thời cởi mở và minh bạch, duy trì liên lạc chặt chẽ và chia sẻ thông tin dữ liệu với WHO một cách kịp thời. Trung Quốc đã báo cáo một trường hợp tử vong do COVID vào thứ Tư ngày 4 tháng 1, nâng tổng số người chết chính thức lên 5.259. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng bày tỏ lo ngại về cách xử lý của Trung Quốc đối với đợt bùng phát hiện nay. Bộ trưởng Y tế Đức mới đây đã bày tỏ lo ngại về một biến thể mới của COVID-19 có liên quan đến số ca nhập viện ngày càng tăng ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, đồng thời cho biết thêm, Berlin đang theo dõi tình hình chặt chẽ. Khi phần lớn thế giới đang quan sát các trường hợp nhiễm COVID đang gia tăng ở Trung Quốc, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cũng ngày càng lo lắng về Omicron XBB 1.5 rất dễ lây lan, chiếm hơn 40% các trường hợp nhiễm mới ở Hoa Kỳ trong thời gian qua. Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach nói trên Twitter vào ngày 4 tháng 1, hy vọng biến thể này không bùng phát dữ dội vào mùa đông. Chúng tôi đang theo dõi biến thể XBB.1.5 có lây lan ở Đức hay không và nguồn gốc của chúng đến từ đầu. Tiến sĩ Michael Klosterholm, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Minnesota, nói với báo chí trong cuộc phỏng vấn gần đây rằng 7 trên 10 tiểu bang của Hoa Kỳ có số ca nhiễm và nhập viện gia tăng là ở vùng Đông Bắc nơi biến thể XBB đang hoành hành. Tại châu Á, Bộ Y tế Ấn Độ ngày 5 tháng 1 báo cáo họ đã phát hiện 11 biến thể mới phụ của Omicron trong số các du khách nước ngoài nhập cảnh trong mấy ngày qua. Hiện nay Ấn Độ đã yêu cầu xét nghiệm với du khách đến từ Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông, Thái Lan và Nhật Bản. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.